Đấy, mình chẳng hái đỗ non luôn mọi người ạ. Mọi người yên tâm, tại vì là rau nhà máu này cao tần rau sạch, mới phun thuốc xong nên là không sợ là có sâu bọ gì đâu mọi người. Mới phun trước, mới phun trước trừ sâu xong nên là sâu nó sợ nó cháy lên. Nói thế cho mọi người hiểu đường sạch ạ. Ai làm thế? Của nhà ăn mà. Nên chỉ có nước lã thôi. Nước lã mới do thôi. Ở quê này thì cứ ra nhặt ít trứng gà mới cả. Hái ít rau ở ngoài vườn mà. Xong bữa trưa rồi. Hái cho năm mấy cộng hành. Đấy. Hái cả củ không? Điên à, củ lại phải đi rửa. Ok. Hái cọc cao thôi. Cọc, cứ hái cao cao này lên. Vì ngày nào nó cũng tự rửa mà. Thôi thì thôi. Chỉ như ăn tia, ăn mà hái tiếp cho nó tươi. Ok. Dạ. Úi cha cha. Đóng ở đây luôn cho tươi. Ngồi đi anh ơi. Từ từ. Đóng ở đây. Đóng anh vào. Úi. Món hành này ăn sướng lắm. Ăn hành nó mới phê mọi người ạ. Hành nó mới phê. À, từ từ, mày nhấc. Ê, kim châm. Kim châm. Kim châm cái gì? Đây, mày thả cục này vào. Ok. Úi dồi. Từ đã, cắt này ra không nó nổ gì đó. Không nổ đâu, không nổ đâu. Không sợ. Thả cà vào không nổ. Nào. Đấy, thảo nào từ lúc nó không sôi. Hết cồn mọi người ạ. Hết cồn, hết cồn. Nếu mà ở góc này mà đun lửa ấy thì sợ cháy hết cái vườn rau của nhà Marika. Mỹ Marika. Sợ. À, cho sang bên kia. Đây, còn có trứng nữa. Còn trứng không? Còn dưới. Nhưng mà trứng chín mất rồi. Chín rồi hả? Chắc thế, để từ lúc nãy mà. Có đâu. Bị bạ. Đâu đấy ấy. Bị bạ. Marika bị phí phí đây. Ui à, ui ui. Dâu ơi, áo anh em mới dâu. Dâu ơi, dâu bẩn đúng là để dâu nhìn sợ vãi. Ăn uống có lịch sự. Ui ơi, mồm miệng như kiểu bị con chó bị dại ấy. Sợ vãi như kiểu vậy đi. Dâu anh vàng khe như nhuộm luôn đấy. Xin phép mọi người ạ. Tại vì quả trứng mình bóp ở một đầu ấy, mình rít mạnh nó không có hơi, mình không nhả ra thì nó phọt nó bẩn đấy nhả nó phọt con mẫu giáo không. Ăn uống xong không sạch sẽ đi ra rồi nhỉ. Mày đã cộng hành này, hành chín rồi. À, hơi lỗi kỹ thuật một tí mọi người ạ. Quả trứng nó bị vỡ. Bị vỡ, không biết ăn gì có. Và lỗi kỹ thuật mà lại căn bản là thiếu rượu. Ây, trời ơi, chén tiền em này đây này. Cho sang bên kia. Cầm này. Đấy, chim chín rồi nhá mọi người nhá, nó nhanh chín lắm. Và mình thích ăn hành, mình làm một tí hành trước ạ. Em phải làm tí hành á. Nhiều người không ăn được hành lắm mọi người ạ. Hành thì ăn nó hơi kinh. Hành thì ăn nó hơi kinh. Thế nên là nhiều người không thích ăn hành. Nhiều người không ăn được á. Ngon. Ngọt nước béo. Độ ngọt lắm. Tuyệt vời. Mình sẽ thử một à. Cái đùi chim này chín chưa nhá. Trời ơi. Chỗ là chỗ. Tuyệt vời luôn. Mời mọi người nhá. Ui bốc hơi này ăn nóng này sướng. Em phải thử cái đùi chim mới được. Chín tới. Ngon đấy. Vừa chín tới luôn. Ngon. Ngọt lắm. Wow. Này. Mời tất cả mọi người nhá.
Ăn chim bồ câu ngay nhà mình ngoài vườn rau. Ui, bốc hơi nóng nóng ăn ngon cực luôn. Rất đâu mùa đông này. Ngọt lắm mọi người. Nó ngọt, nó ngon. Nó ngọt, nó vừa chín tới á. Ngọt lắm. Mà mình khò qua rồi á, nó dai dai nữa. Bình thường chim bồ câu thì nó sẽ, nó non, nó mềm. Nhưng mà mình khò qua cái da nó dai dai, ngon lắm. Tuyệt vời. Đúng rồi. Ăn là nó phải là cái đùi to nha em ơi. Chuẩn bài. Ăn nó mới ngập mồm đúng không ạ? Chuẩn bài, không nên ướp, không nên ướp. Ướp nó mất vị lắm. Để nguyên thế này, vị ngọt của chim bồ câu. Nó tuyệt vời. Ôi dồi ôi. Làm tí rau nữa. Quá sao đã. Trời trời ơi. Đây, thấy chưa? Mọi người thấy rau nhà mình này. Đấy nhá. Mình sẽ vặt một cái khác lên cho mọi người xem này. Nó sạch kinh điển luôn. Nó không có một tí nào. Đây, thấy chưa? Đấy. Không có một tí bụi, tí bẩn nào luôn nhá. Nó phải tầm cỡ như thế. Đấy đâu, quên. Ăn nó phải sang chảnh. Ăn cái này nó mới sang chảnh. Ngon. Này, tao không biết ăn, cứ tưởng là mình sang chảnh. Sang chảnh nó phải như này. Anh camera mày luôn, để nát hết cả tên. Ăn phải sang chảnh như thế này. Đây nhá, nào lùi lại, lùi lại, lùi lại. Lùi lại, nhìn thế này. Ăn nó phải tầm cỡ như thế này. Đại ca. Chấm chim trước. Đấy. Tuyệt vời. Nhắm một con. Hảo chim câu. Hảo thịt chim bồ câu. Ôi, hôm nào làm món chim bồ câu hầm thuốc bắc nhỉ? Ngon. Trời trời anh ơi. Tim này. Tim này. Đừng qua đông người nữa. Ngon lắm. Chim bồ câu mọi người biết ăn ngon nhất là cái gì? Không phải là chim bồ câu mà tất cả các loại chim mình thích nhất đó là croup. Croup. Tiếng Mường anh em mình gọi là croup. Trẻ con hay gọi là croup cải da. Croup phổ da. Croup cải da là đầu mày mày á. Vớ vẩn. Cái đấy. Cả người mất dạy, người mất dạy. Sao lại mất dạy? Mất bà hàm vẩn. Cắn phọt ốc à. Bỏ quá. Nha, mà để mọi người, mà để rất ghét mà không phải rất ghét mà nghi ngờ cực kỳ nhé. Người nào mà biết nói tiếng Kinh, người dân tộc, nhưng mà biết nói tiếng Kinh, mình bình thường thì nó vẫn cứ nói tiếng Kinh. Sau rồi đi vào chơi đang kiểu không khoái nhau cái gì mà bọn nó cứ bắn tiếng này, bắn tiếng của bọn nó chỉ sa chỉ sổ là bọn nó chửi là auto bọn nó chửi mình. Thì bình thường nhá, bình thường nó vẫn nói tiếng Kinh với mình, chỉ khi nói đi tiếng dân tộc á mà đang khái nhau ui, đang khái nhau mà nó bắn tiếng dân tộc là phải là chết. Phải suy nghĩ rồi xem chết xem cái mặt của nó có hướng với mình không. Đúng với mình là auto nó chửi mình. Mao đệ nó cũng thế mà. Tuyệt vời mà chờ luôn. Hết rét luôn nhá. Tỉnh gọi là tỉnh táo con người luôn. Làm cái tim cật đấy. Quả tim mà. Ngọt thế. Ông cho quả tim nào. Quả tim ở dưới đấy. 4-5 quả. Ê, mê.